Hiện nay đang là cao điểm của mùa khô, nguy cơ cháy rừng xảy ra là rất lớn. Nhằm giảm nhẹ những thiệt hại về cháy rừng gây ra, Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã chủ động các phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Phản ánh của phóng viên. Đến thời điểm này, toàn huyện Tân Uyên có trên 37.000 hectare diện tích đất có rừng. Mặc dù đây không phải là địa phương có diện tích rừng lớn của tỉnh, nhưng lại nhiều xã vùng sâu vùng xa tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất lớn. Chính vì vậy, tại các khu vực này, vai trò của các tổ đội chuyên trách bảo vệ rừng phát triển ở các bản là rất lớn. Nhận thấy điều này, hàng năm Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên thường xuyên chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã củng cố xây dựng các tổ đội chuyên trách. Khi xảy ra sự cố cháy rừng, huy động mọi nguồn lực tại chỗ, mỗi người dân, mỗi hộ gia đình sẽ chung tay dập lửa. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của xã thì đã kiện toàn 6/6 tổ chuyên trách bảo vệ rừng tại các thôn bản với 113 thành viên. Thì là hàng ngày thì là các thôn bản, mỗi thôn bản cử 2 đồng chí đi trực tại các lán trực của các thôn bản, trực 24/24 giờ để đảm bảo cho công tác bảo vệ rừng của các thôn bản. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra, hiện nay Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên đang chỉ đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng nhân dân, đặc biệt là công tác quản lý bảo vệ rừng, tiến hành xây dựng đường băng cản lửa, thực hiện tốt công tác rà soát làm mới duy tu bảo dưỡng công trình đường băng cản lửa tại những vị trí dễ xảy ra cháy rừng. Xác định là mùa khô năm nay là thời tiết rất là khắc nghiệt và nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất là cao, nên là cương vị đơn vị hạt kiểm lâm cơ quan chuyên môn thì trong giải pháp trong thời gian tới thì thứ nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật trong cộng đồng nhân dân, đặc biệt là về công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Thứ hai nữa là chỉ đạo các tổ chuyên trách bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng các thôn bản tăng cường công tác tuần tra, cảnh giác, phát hiện được rừng sớm và nhằm ngăn chặn kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Thứ ba nữa là chỉ đạo các chốt gác tại các cửa rừng sung yếu ở các xã, thị trấn trực 24/24 giờ. Đấy. Nghiêm cấm là người ra vào rừng và sử dụng lửa trong rừng và ven rừng với mục đích là không chính đáng. Thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, đây là những nguyên nhân rất dễ dẫn đến tình trạng cháy rừng. Bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên, sự vào cuộc của mỗi địa phương thì người dân tại các khu vực có rừng cũng cần có ý thức, hạn chế vào rừng khi không cần thiết, không đốt nương rẫy khi chưa được sự hướng dẫn của cán bộ kiểm lâm địa bàn.